mới về cái bên đờn nha anh em, ốp luôn cái tay á. Nó có sẵn mà phải ốp không? Cái này là zin, còn cái cũ là người ta ốp nhưng mà nó xấu rồi mình mua lại nè. Này cái gì nè, cái này là nó có sẵn không? Cái này là có sẵn, cái này không có mua, mua cái trong thôi. Cái này là zin nè. Dạ máy nói anh đang quay thôi, nói xạm gì nữa. Đi bên đờn 2020 nha nè, 2020 mới về tối, đang chạy xước này nọ nè. Giờ lên gì nữa anh? Lên cái danh sách nên dọn cái gì đó cho mấy anh em làm. Làm lại cái đèn, ghi thêm cái đèn bi nữa em. Lên thêm cái đèn bi nữa. Bi mua mới luôn hả? Hả? Mua mới à? Ừ, mua mới á. Mua mắc ở mấy à? Ừ, loại... Mua 2 triệu luôn á. Ừ, mua loại 1 triệu mấy. Một loại một cặp bi gầm. Cặp bi gầm. Cái bên đờ mình lên bi gầm nữa mới đẹp. Là về của Camry, Camry 207. Đèn anh em đang là ốp đèn hả? Mà đèn này biết ốp sao ta? Thôi xe này ốp xấu lắm. Đèn sao không? Đèn sao khỏi. Thảm nè, ghi cái thảm vô chưa? Ghi cái thảm. Con này 2020 nha, em bán rẻ cho anh em mình 425 thôi. Con này anh em ngoài bán khoảng 43-445, nhưng mà em bán khoảng 425 thôi. Thảm. Thảm. Này nhúng gì, cái này zin của người ta mà nhúng gì. Cái thảm nha, cái thảm 5D nè. Nó rồi vệ sinh giặt ghế này, để hồi anh chạy qua bên kia nó giặt bộ ghế lại. Giặt bộ ghế rồi vệ sinh ở trong lại. Dơ nha nè, bước lên bước xuống cái chỗ này nè, cho mấy anh em xử lý làm nó sạch sẽ. Bọc vô lăng hả? Ừ, mua cho khách cái đi, mua cái để cái hay cái gì hả? Bọc vô lăng mua đen. Ừ, bọc vô lăng mua đen đi. Mua để đi, để mình không gắn xe này gắn xe khác, mai mốt nhập mấy cái đó nhiều nhiều. Ờ, thử anh dây đó hình như được á. Nó còn một cái cỡ nữa, để nó hỏi cái cỡ. Thôi mấy mua một cái đi, để mốt anh coi lại mấy cái đó. Phía sau nè, này sơn lại. Đẹp không? Ốp vô hả? Em thấy ốp vô đẹp không? Không đẹp thì đừng làm. Xe nào ốp vô cũng xấu. Con này là nguyên zin hết nha. Đầu đít cửa nẻo đồ là zin hết. Máy số này nọ là zin hết. Về che mưa à? Đâu để coi coi. Ừ, thích thì lên nguyên cái bộ về nữa. Về mà cái loại mà đừng mua màu đen nha. Mua cái loại inox mà nó ga ít thôi. Nó ga như ga, cái nghĩa là cái che mưa mà che inox nữa hả? Che ít thôi, đừng có che nhiều, giống như cáp này che nhiều nó không đẹp. Thì ra ngoài coi ghê, có thì mua. Bán 425 thì rẻ. Mua ra được giá tốt, bán giá tốt nha. Mà nó có cái loại đó không? Cái gì? Xe khác có loại đó không? Xe nào? Có bây giờ anh Thanh từng thấy cái loại nào dễ ít chưa? Chưa, anh không để ý. Anh không để ý, anh nhưng mà ra hỏi thì coi có không có thì đặt mua, còn không thì thôi. Em đang có nhu cầu tiện rất nhiều anh em cộng tác nha. Nếu mà anh em biết tí xíu về chuyên môn về máy móc gầm bệ gì đó. Ừ, hai cái đó để sơn đi, hai cái kính chiếu hậu nó sơn đi. Sơn dặm lại mà, dặm mấy chỗ lại. Thì không muốn hợp tác với em thì cứ liên hệ với em nha. Để anh em mà có chuyên môn nào thì mình làm. Như anh em về sơn nè, anh em về làm đồng nè, anh em về làm về máy móc hay nội thất này nọ rồi đó, thì anh em cộng tác với nhau hợp tác. Nó vị trí trong đây làm để giờ bữa nữa em làm cho mấy anh em thợ sơn vô trong đây thợ sơn vị trí này, rồi bên đây thì cho mấy anh em nếu mà anh em có nội làm nội thất hay gì đó thì anh em tới ha. Rồi ở phía bên đây là rửa dọn vệ sinh nội thất. Dọn bên đây nè, nội thất thì sẽ may niệm, may ghế hay là này nọ gì đó. Còn bên đây thì sẽ là em sẽ định lắp cái cầu năng vô, hoặc là thiết kế cái mà mình chạy xe lên á, cái dốc á, chạy xe lên để mà coi gầm, rửa gầm này nọ đâu, vị trí chỗ này. Còn trong đây thì để mà xử lý về những cái như là
rồi máy móc điện đài đồ thì ở vị trí trong đây. Đó. Cái đồ này từ từ em sẽ set up chỗ này lại cho nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ ha. Camry nè, Camry này mới về, con Camry này bán 310 thôi nha. Không có điện. Trời, có rồi đó. Có. Rồi. Không. Gắn vô luôn được không? Nó cái bình này cùng không? Gắn vô được, gắn vô luôn. Con xe bắc này bán rồi nha, xe bắc này mới vừa sơn xong. Con xe bắc này bán rồi. Mình còn cái xe bắc màu đỏ đang đi dọn ở ngoài nữa. Mình còn cái con cáp cũng dọn ở ngoài nữa. Rồi mấy con này thì bán hết rồi, con này là chờ giao. Như bữa thứ ba nè, thứ ba bữa nay là giao xe này rồi, để hồi gửi lại cái. Đó, giao xe này. Xe này như anh Hà anh lấy đi sao, lấy đi dơ quá. Giao xe này. Rồi giao xe này. Qua mấy con này cũng bán hết rồi nha. Này cũng bán hết rồi. Cái Audi nè, có con Audi nè. Audi 204, 205 gì em quên, là xe này của ông anh gửi. Con này để con này con Q7, để mình hỏi lại ổng cái giá chính xác nhiều ha. Có bán thì mình cho anh em biết Audi này. Ok anh em mà có xe cũ bán gửi em nha. Số hotline em để góc trái màn hình nè. Con cáp này đẹp quá trời luôn mà, để mấy bữa giờ để ngoài mưa ngoài nắng nhìn nó xuống. Để cáp này dọn lại sơ nha. Cáp này là 207 tự động full đồ chơi. Đồ chơi nhiều lắm. Con này là hồi trước em bán ra. Mà khách bây giờ khách mua xe mới quay đầu lại em. Bữa thì em cũng có bán xe này về Cẩm Mỹ, Cẩm Mỹ Đồng Nai cho một anh khách làm bất động sản. Xong rồi anh mua xe mới. Ok anh em nha.